Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề tăng lương luôn là bài toán khó đối với doanh nghiệp, bởi lương tăng sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc lương tối thiểu tăng liên tục với tốc độ khá nhanh, trong khi tốc độ năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Điều này sẽ làm giảm động lực của nhà đầu tư, lợi nhuận của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo tiền lương tối thiểu ở Việt Nam của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Việt Nam đã chứng kiến mức tăng lương tối thiểu tương đối nhanh trong 10 năm qua. Cụ thể, năm 1997, chính phủ quy định mức lương tối thiểu mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang lên 144.000 đồng mỗi tháng. Theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, mức lương tối thiểu được áp dụng theo 4 vùng từ vùng 1 đến vùng 4 lần lượt là 2,7 triệu đồng mỗi tháng, 2,4 triệu đồng, 2,1 triệu đồng và 1,9 triệu đồng. Tăng 35%. Theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, mức lương tối thiểu vùng tăng 15%, lần lượt từ 3,1 triệu đồng, 2,75 triệu đồng, 2,4 triệu đồng và 2,15 triệu đồng. Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, lương tối thiểu theo vùng tăng 12,4%, lần lượt là 3,5 triệu đồng mỗi tháng, 3,1 triệu đồng, 2,7 triệu đồng và 2,4 triệu đồng. Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, lương tối thiểu tăng 7,3%, lần lượt là 2,75 triệu đồng, 3,32 triệu đồng, 2,9 triệu đồng và 2,58 triệu đồng. Theo Nghị định 41/2017/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, mức tăng lương tối thiểu vùng là 6,5%, đưa tiền lương lần lượt từ vùng 1 đến vùng 4 là 3,98 triệu đồng, 3,53 triệu đồng, 3,09 triệu đồng và 2,76 triệu đồng. Theo dự kiến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, mức tăng lương tối thiểu vùng là 5,3%, đưa tiền lương lần lượt từ vùng 1 đến vùng 4 là 4,18 triệu đồng, 3,71 triệu đồng, 3,25 triệu đồng và 2,92 triệu đồng. Việc tăng lương tối thiểu có khả năng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với việc làm và quan trọng hơn, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam nếu lương tối thiểu cứ tiếp tục tăng nhanh hơn năng suất lao động. Với hàng nghìn lao động, đại diện doanh nghiệp chia sẻ, việc tăng lương liên tục trong khi năng suất lao động không được cải thiện khiến doanh nghiệp phải tăng chi phí và giảm sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu quay trở lại lịch sử tăng lương trong 5 năm gần nhất, thì cộng dồn lại trong 5 năm, thì tôi tạm tính nếu mà cả cái năm 2019 thì chúng ta đã có, so với năm 2015 là chúng ta đã có 5 lần tăng lương, và tổng cái tỷ lệ phần trăm tăng của cả 5 năm vừa rồi là 45,8%. Nếu năng suất người lao động, bởi vì Tổng công ty Manh Bưởi chúng tôi hiện nay vẫn đang áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, thì nếu mà năng suất của chúng tôi không tăng khoảng gấp đôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho cái việc mà bù đủ cái quỹ tiền lương cho người lao động. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng lương tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động là vấn đề đáng lo ngại của Việt Nam. Cụ thể, theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế VEPR, tốc độ tăng năng suất lao động chỉ đạt 4,96% giai đoạn 2004-2015, nhưng tốc độ tăng lương trung bình lại lên tới 6,67%. Xu hướng này khác với nhiều quốc gia như Trung Quốc có tốc độ tăng năng suất lao động là 9,1%, nhưng tốc độ tăng lương trung bình chỉ khoảng 8,8%. Indonesia có tốc độ tăng năng suất lao động 3,6%, nhưng tốc độ tăng lương trung bình chỉ 2,6%. Theo cộng đồng doanh nghiệp, khi lương tăng nhưng hiệu quả năng suất làm việc không tăng, dẫn đến doanh nghiệp phải bù lỗ, gây sức ép lớn cho doanh nghiệp. Hơn nữa, với mức lương tối thiểu tăng, làm tăng các khoản đóng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn tăng theo. Tức là cái độ chênh lệch là tương đối lớn, chênh lệch đến 1,4% một năm là con số lớn. Các nước khác, ví dụ như Trung Quốc, thì cái mức tăng trưởng năng suất rất là cao, nhưng mà mức tăng trưởng tiền lương cũng cao nhưng thấp hơn năng suất lao động. Và điều này là nó giúp cho là nền kinh tế Trung Quốc là tích lũy được nhiều vốn hơn và mở rộng sản xuất được nhiều hơn.
Thế thì cái tác động của cái quá trình tiền lương nó thay đổi nhanh hơn năng suất lao động như thế này thì nó sẽ làm cho là Việt Nam dần dần mất đi cái lợi thế về sản xuất, bởi vì tiền lương phải trả quá cao so với cái năng suất mà người lao động đóng góp trong quá trình sản xuất. Theo báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018, giai đoạn lương tối thiểu tăng nhanh khiến tốc độ tăng trưởng việc làm giảm mạnh. Tính trung bình lương tối thiểu tăng 1% thì mức độ tăng trưởng lao động của doanh nghiệp quy mô lớn trên 100 lao động giảm 0,2%, còn doanh nghiệp 50 lao động giảm 0,1%. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng điều chỉnh lương tối thiểu cần được thực hiện phù hợp với tăng trưởng năng suất lao động. Cái khó khăn đối với doanh nghiệp đó là cái tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng sẽ tăng theo cái mức tiền lương tối thiểu. Vì tỷ lệ hiện nay chúng tôi đang phải đóng cho người lao động là khoảng người lao động phải đóng là 10,5% và doanh nghiệp phải đóng là 22%. Và đây cũng là một trong những cái tỷ lệ nó tăng thêm. Ví dụ như điển hình riêng cái năm 2015 so với năm 2014 thì tổng cái tiền đóng bảo hiểm của chúng tôi là tăng khoảng 27 tỷ đồng và tăng tương đương là 38%. Còn cái những cái mức tăng về sau thì nó bớt hơn. Nhưng nếu mà so sánh cái con số của năm 19, mức đóng bảo hiểm năm 19 so với năm 2015 thì cái quỹ phải đóng bảo hiểm xã hội mà tổng công ty 10 phải đóng cho người lao động chứ chưa kể cái phần người lao động phải đóng là cũng tăng khoảng 40 tỷ đồng so với năm 2015. Thì đây là một cái con số rất là lớn. Thời gian vừa qua ở Việt Nam là thay đổi rất là nhiều và thay đổi liên tục. Việc thay đổi như thế nó ảnh hưởng đến cái việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là chính. Và những quy định về bảo hiểm xã hội của Việt Nam cũng rất nhiều bất cập. Đó. Thế vì vậy tức là chúng tôi nghĩ rằng là đã đến lúc là cần phải xem xét lại toàn diện về cái công tác bảo hiểm xã hội. Chứ không phải chỉ giải quyết về vấn đề bằng lương tối thiểu. Không chỉ các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn, tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam hàng năm, nhiều hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài nêu ra vấn đề này khi cho rằng việc tăng tiền lương đang ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Nhiều chuyên gia cảnh báo việc tăng quá nhanh mức lương tối thiểu cũng có thể khiến cho một số công ty nước ngoài rút vốn và chuyển sang đầu tư các nước khác. Thưa quý vị, tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện cơ chế tính lương cho người lao động qua việc khoán theo năng suất và hiện tại thu nhập trung bình đã gấp 2 đến 3 lần mức lương tối thiểu vùng. Chính vì thế mà các doanh nghiệp cho rằng nếu việc áp đặt tăng lương tối thiểu cho các doanh nghiệp đã không còn phù hợp và cần để thị trường, để năng suất việc làm của người lao động quyết định mức lương của họ. Kể từ năm 2016, chị Hòa, công nhân tại công ty Minh Diệu đã được trả lương theo năng suất lao động thay vì lương tối thiểu trước đó. Theo đó, thu nhập của chị Hòa cùng nhiều người lao động đã tăng lên đáng kể. Là như là mọi người được trả theo năng lực đó, như là làm nhiều được hưởng nhiều. Thì những ai mà có tay nghề tốt, làm nhiều hơn thì được hưởng nhiều hơn. Như vậy thì mình cũng giúp được cho công ty tiết kiệm được một số chi phí. Trên thực tế, để thúc đẩy cho quá trình lao động đạt được hiệu quả cao, các doanh nghiệp đã có nhiều chế độ về lương thưởng phù hợp để thúc đẩy họ. Theo đó, lương thực nhận của người lao động là lương theo sản phẩm hoặc theo hiệu quả kinh doanh. Còn mức lương tối thiểu hiện nay được nhiều doanh nghiệp vận dụng như là mức lương ghi trên hợp đồng lao động, phục vụ cho việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính bắt buộc như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Mức lương tối thiểu thì nó chỉ có thể quy định cho các cái trường hợp sử dụng lương ngân sách của nhà nước. Và các doanh nghiệp nhìn thấy rõ là việc điều chỉnh lương tối thiểu mục đích chỉ để giải quyết về vấn đề nguồn thu cho bảo hiểm xã hội. Và cái điều đó tức là các doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là vấn đề bảo hiểm xã hội sẽ phải tìm những cách giải quyết cho nó đúng mục đích, đúng các điều kiện để cho các doanh nghiệp có thể ổn định. Thì cái tiền lương thực nhận mà người lao động trong 5 năm qua của Tổng công ty 10 chúng tôi thì luôn luôn cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với mức lương tối thiểu vùng mà chính phủ quy định. Đây là điều đáng bàn. Và từ cái câu chuyện này thì chúng tôi nhấn mạnh lại là lương thực thu nhập mà người lao động của Tổng công ty May 10 chúng tôi đang nhận là cao hơn, luôn luôn cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Nhưng tại sao chi phí doanh nghiệp của chúng tôi phải tăng thêm? Một là phần bảo hiểm chúng tôi phải tăng thêm, đóng cho người lao động. Hai là cái quỹ tiền lương chúng tôi cũng tăng thêm. Và cái chính ở đây thì nó sẽ tạo ra một trong những cái mà tôi cho rằng là không công bằng.
như được của người lao động, nhưng người lao động người ta có những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổ hết chất xám để làm cho thì doanh nghiệp đấy mà sản phẩm, thì cái này không phải cần nhận được lo, doanh nghiệp người ta lo cho, người ta có thưởng, có phạt, có cả cái chế tài nội bộ, người ta khuyến khích những người có tài, những người làm đó của cải, bây giờ gần như ăn chia rồi, cho nên đừng có làm gánh nặng về bảo hiểm, đừng có làm gánh nặng cho một cái gọi là cái lương thưởng bình quân xã hội mà năng suất lao động thì thấp nhất ở khu vực thì hưởng thụ cũng thấp nhất thôi. Với thực tế này, có ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần nghiên cứu cơ chế lương thỏa thuận, khuyến khích người lao động có kỹ năng thì được tăng lương. Để làm sao doanh nghiệp họ thấy trở nên cạnh tranh hơn thì họ sẽ tự nguyện tăng lương cho người lao động. Trong thị trường thì chúng ta đang có một cái thị trường lao động. Và tiền lương là cái giá cả của sức lao động. Và tiền lương phải được căn cứ vào cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và chính vì vậy cho nên cái việc mà doanh nghiệp tự quyết định chính sách tiền lương trên cơ sở những quy định pháp luật cần thiết ấy, thì sẽ là một cái hướng đi quan trọng và mọi nền kinh tế thị trường đều như vậy. Và tôi nghĩ là cái điều đó là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Trước yêu cầu đặt ra, Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ. Mục tiêu thực hiện điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 đảm bảo mức sống tối thiểu, giảm dần và tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tự quyết định thang, bảng lương và định mức lao động. Với cái việc mà giao chủ động vấn đề về quyết cho các chủ doanh nghiệp, tôi nghĩ đây một cái lộ trình tương đối là sáng suốt, bởi vì chúng ta hiện nay là kinh tế thị trường rồi. Các cái người lao động khi mà họ muốn tuyển dụng ở bất kể cơ quan nào, họ cũng muốn cái mức lương của họ là mức lương đàm phán, có nghĩa là họ làm theo đúng cái năng lực của họ đóng góp. Chứ nếu chúng ta cứ áp dụng theo cái mức lương tối thiểu thì đôi khi mà năng lực của họ rất là giỏi, đôi khi vào cái môi trường mà cứ áp dụng cái mức lương tối thiểu thì cái mà mức của họ đáp ứng lại thì không đáp ứng như yêu cầu của họ. Chúng tôi cho rằng là bản chất của vấn đề ở đây không phải là vấn đề chúng ta mong muốn là lương được điều chỉnh cao hay thấp để cho có quyền lợi tốt cho người lao động hay không, mà bản chất của vấn đề là liên quan đến vấn đề năng suất của nền kinh tế Việt Nam. Năng suất ở đây chúng ta nói cụ thể là năng suất lao động, và năng suất lao động thì phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố của nền kinh tế, và chúng ta cần phải có những cái sự cải cách để tăng được năng suất cho người lao động của Việt Nam, thì như vậy thì họ sẽ nhận được cái phần lớn hơn trong quá trình sản xuất, và như vậy thì đời sống sẽ được cải thiện tốt hơn. Các chuyên gia cho rằng cần thúc đẩy cơ chế lương thưởng tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp. Có như vậy thì nỗi lo về tiền lương của các doanh nghiệp sẽ vơi đi bớt phần nào. Theo các chuyên gia, nếu không có sự cải thiện vững chắc của năng suất, nỗ lực tăng lương tối thiểu sẽ dần thủ tiêu sức cạnh tranh của nền kinh tế, dẫn tới thất nghiệp nhiều hơn. Do đó, Việt Nam cần có những cơ chế thúc đẩy năng suất cho toàn bộ nền kinh tế. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, cải thiện thu nhập của người lao động thông qua tăng lương là điều cần thiết. Tuy nhiên, để chính sách này vừa đảm bảo quyền lợi người lao động, vừa không làm gia tăng chi phí tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, tăng lương phải gắn liền với tăng năng suất lao động. Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các giải pháp để năng suất lao động được cải thiện. Bản thân cái doanh nghiệp của tôi, để mà nói lên về cái vấn đề tăng lương này, thì cũng nằm trong cái chung của tất cả các doanh nghiệp khác. Tức là Minh Long Hưng ấy, trong mấy năm nay cũng đã sớm nhận ra vấn đề, cho nên là tập trung đầu tư rất là lớn cho hai cái nguồn lực. Thứ nhất là vấn đề vấn nhân sự. Phải tổ chức đào tạo và tìm kiếm những cái nguồn nhân sự có những cái khả năng làm việc là theo cái hướng là phải năng động. Không chỉ riêng các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các ngành nghề cũng cho biết, để tăng lương gắn liền với tăng năng suất lao động, từ đó giúp doanh nghiệp trong ngành tiếp tục phát triển bền vững khi chi phí lương tăng, các hiệp hội cũng đã áp dụng nhiều giải pháp để tăng năng suất lao động cho các doanh nghiệp. Điển hình, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp như đẩy mạnh kết nối với nhà trường và cơ quan chức năng để nhân lực ra trường đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp, chất lượng đảm bảo năng suất lao động tăng cao. Đồng thời, Hiệp hội còn kết nối với các tổ chức quốc tế về đào tạo logistics để nhân lực trong ngành đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong xu thế hội nhập hiện nay. Thứ nhất là Hiệp hội là cái cầu nối để nói lên cái nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.
với các tổ chức đào tạo và với nhà nước, mà cụ thể là Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thứ hai là chúng tôi có một cái viện gọi là Viện Nghiên cứu Phát triển Logistics Việt Nam, hiện đang được ủy nhiệm của FIATA, tức là cái tổ chức Logistics Thế giới, ủy nhiệm đào tạo hai cái văn bằng. Một là cái văn bằng gọi là FIATA Diploma và FIATA Higher Diploma, là hai cái văn bằng mang cái tính chất quốc tế đối với những cái nhân viên mà làm trong lĩnh vực Logistics. Thực tế cho thấy một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến năng suất lao động Việt Nam thấp chính là chất lượng giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, cơ cấu đào tạo chưa hợp lý, thiếu lao động chất lượng cao chưa chú trọng trong đào tạo lại và đào tạo nâng cao. Vấn đề liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp thì trường chúng tôi coi đây là vấn đề sống còn của nhà trường. Để mà đào tạo được những kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động thì việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là tất yếu. Bởi vì công nghệ phát triển trên thị trường thì không thể nào mà các nhà trường luôn luôn là đầu tư cho nó kịp với sự phát triển của công nghệ. Trong khi doanh nghiệp thì người ta lại rất là đẩy mạnh về việc đầu tư công nghệ cho được nâng cao được cái sản phẩm và nâng cao được cái năng suất lao động. Do đó là sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp thì tôi cho là sự tất yếu. Đồng thời thì nhà trường không chỉ là tổ chức quá trình đào tạo mà thật sự sự kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường thì doanh nghiệp còn là một chủ thể trong quá trình đào tạo cùng với nhà trường. Không chỉ nhà trường và doanh nghiệp đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, giúp tăng lương gắn liền với tăng năng suất lao động, Trung tâm về Nhân lực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại địa phương cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy năng suất lao động. Thì ngành lao động của chúng tôi cũng là một ngành được giao cái nhiệm vụ này. Và trong đó có Trung tâm Dự báo Nhân lực của chúng tôi cũng là một đơn vị cũng phải góp phần trong đây để dự báo các cái nhu cầu cần thiết của các ngành nghề phát triển, cái sự chuyển đổi của nghề nghiệp, cái sự chuyển đổi các kỹ năng nghề để góp phần chúng ta đầu tư để chúng ta nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực cũng như nâng cao yêu cầu quản lý cũng như ứng dụng và công nghệ. Đi cùng với chính sách tăng lương, các cơ quan đầu ngành về quản lý và nâng cao chất lượng nhân lực cũng đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp giúp tăng năng suất lao động. Chúng tôi đã tổ chức triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà đổi mới nâng cao cái chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mà một trong những cái giải pháp chúng tôi cho rằng đó là đột phá là làm thế nào để gắn kết cái giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động và việc làm bền vững. Thế để làm được điều này thì có rất nhiều cái nội dung hoạt động cần phải triển khai. Trong đó cái hoạt động mà thí điểm cái mô hình đào tạo nghề gắn kết với doanh nghiệp như mô hình học tập từ Úc. Theo các doanh nghiệp, việc cải thiện năng suất lao động cũng phải đi từ người lao động. Người lao động phải tự nâng cao tay nghề và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập. Tiếng Anh, và thứ hai là cái ngành này là cần phải cập nhật kiến thức mới liên tục, bạn phải đam mê học hỏi thì về kiến thức pháp lý nè, các điều kiện và địa lý, các hoạt động của các ngành nghề giống như thế nào, các doanh nghiệp họ những ngành nghề, những cái sản phẩm của họ là gì để mình đáp ứng được những yêu cầu đó thì để tư vấn, để đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Khi những giải pháp trên được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, năng suất lao động nước ta sẽ nhanh chóng được cải thiện, tăng lương sẽ gắn liền với tăng năng suất lao động, đúng với kỳ vọng của chính phủ và doanh nghiệp, thực hiện được mục tiêu vừa đảm bảo quyền lợi người lao động vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.